Ô cha. Đạo quá hả? Rồi đi qua đây. Vẹo luôn hả? Này rồi đứng đi rất tiện. Bây giờ bác ngồi xuống đứng dậy được không? Dạ, ngồi xuống. Ngồi xuống coi. Đó, rồi đứng dậy. Đứng dậy thì cũng được ạ. Đứng dậy cũng được. Thì phải này, đứng dậy thì phải thế này. Để làm thử coi đó. Rồi. Đó. Rồi. Ok, rồi bác quay lại. Bác bị bao lâu rồi? Dạ thưa quý vị, nay là 25 ngày rồi. 25 ngày rồi hả? Rồi có đi đâu chữa bệnh không? Dạ có đi châm cứu 10 ngày và đi chạy bệnh lý trị liệu 10 ngày thấy không? Dạ không có kết quả. Dạ vâng, cái đồ có người quen mới điện và cho số điện thoại ở đây. Dạ. Gặp thầy như quan trọng. Dạ đúng tên hả? Rồi vậy là bây giờ chỉnh lại cho đi đàng hoàng ha. Dạ cảm ơn. Dạ rồi, bác đứng dậy đi. Rồi. Quay lưng ra sao? Tại vì bình thường á là mọi người thấy tôi hay kêu làm này á, tại vì bị cột sống lưng á thì nó bị sẽ ảnh hưởng luôn cột sống cổ. Ha. Rồi bác chọn cái này ra sao? Cái này chọn ra, chọn cái nào không? Cái này chọn ra bị sau lưng nè. Hai cái này chung với nhau được không? Đó. Đúng không được. Tới đây thôi ha. Ok. Nó đau luôn trời bộ nó kỳ quá ha. Rồi dỡ cái này lên. Rồi cái này vòng qua nữa. Đó. Cái này cũng vậy. Để. Rồi bây giờ ở đây học rồi có ai đến giúp đỡ giùm không? Dạ thương không ạ. Một mình một người vậy đó. Vậy nó mới lưng nó mới thẳng ra được đúng không? Dạ dạ. Đây. Ê dạ dạ. Ôi dồi tận này đau mà. Ôi trời 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 rồi. Mới đau này. Đấy. Dạ sao được, nó muốn bỏ bỏ không được sao? Ôi quá trời ạ. Dạ. Rồi quay mình mọi người ráng học à. Là học cái của mình là cái bấm này là cái hay nhất là ngũ bội tâm tinh. Ok chưa? Đó là tốt rồi ha. Đúng rồi ha. Ok, hay quá. Thiệt là giỏi. Rồi cái này coi. Cái này thì nó không được. Cái đúng. Này nó đuối quá. Là đuối nhưng mà nó đỡ hơn dạ. Lúc đầu rồi. Dạ vâng vâng. Rồi cái ok. Rồi. Bây giờ gỡ tay lên thử coi bây giờ thấy bớt đau tay chưa? Dạ bớt. Rồi ngon lành hả? Dạ. Rồi nghe em hả? Dạ. Rồi. Rồi ngon lành hả? Rồi đã rồi hả? Rồi thôi bắt tay cái đi. Dạ. Vậy đó được rồi. Rồi rồi. Rồi. Hốt đi anh em. Chùm cam nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.